Hello, xin chào tất cả các bạn, và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quân từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Các bạn vào có hai phần nạp mô mô được cộng 20% này. Và ắc liên quân trắng thông tin các bạn nhé, hoàn toàn trắng thông tin nhé. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đổi mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website accordgarena.com để đổi mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3.5 triệu thì bây giờ chỉ có 1.5 triệu này. Đấy, 1.7 triệu, 1.5 triệu ATM, 1.7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp mô các bạn sẽ được cộng thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này, đấy. Đây là cái thâu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 4, nick 1 triệu bây giờ chỉ còn 450.000 này. Đấy, các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng hãy vào shop.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một webshop khác nào nữa đâu. Các webshop khác đều là lừa đảo, các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhé. Ok. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi gắm cho tất cả các bạn một kèo đầu rất là hay và rất nhiều người đang gặp phải. Rồi, cái pha này mình sẽ lao lên giết thằng gió nào, lao lên thằng gió không chạy ở đâu. Rồi, ok, thì một kèo đầu mà anh em sẽ gặp phải và hầu như 80% sẽ thua late game khi team địch có gió late game và biết chơi. Khi late game đổi đầu với một vị tướng gió thì đã quá mệt mỏi rồi, nhưng đây thêm cả Alistair, thêm cả thằng Arum nữa, thì mình hỏi các bạn tìm một cái vị tướng sát thủ nào nó ốm nổi thằng gió đấy. Chưa kể các bạn nhé, chưa kể team địch nó còn có Omen, có cả Alain. Team nó là một cái team để mình nói là rất khó và không biết thế nào để bắt được thằng John trong có mắt tổng cảm. Vậy cái khó thì mình có cương lao anh em nhé. Clip này thì các bạn hãy nhìn sơ qua đơn giản thôi, team địch của Alain, Arum và thằng Omen. Nôm na ba vị tướng của nó sẽ áp sát đánh gần team mình, và team địch chỉ còn lại mỗi thằng Alistair và thằng gió. Đây, cái phá này lao lên này, đây hết chiều hai, lao lên rồi một chập hay quá anh em. Nhưng anh em quên mất rằng gió là một vị tướng nó sờ bậc nhất, đó chính là ai, chính là Rioma nhá. Rioma là một vị tướng counter tốt nhất đối với vị tướng gió, và thằng gió không thể nào, kể cả solo kill nhá, khi các bạn cầm gió sánh các bạn solo kill kể cả thằng Zuka này, Nagarov này, thằng John không sợ, nhưng mà chỉ sợ mồi cái thằng gì, thằng Rioma các bạn nhé. Nó rất sợ thằng Rioma, bởi vì sao ạ? Bởi vì những cái vị tướng khác nó có combo như Zuka, như Nagarov, nó đều là những cái vị tướng đánh gần. Đấy, áp sát gần, mà áp sát gần thì thằng John nó đầy mùi tên ra có thể outplay được. Nhưng Rioma là một vị tướng sát thủ, những khốn nạn, cái chiêu thức của nó lại là tầm xa. Cho nên đây là một vị tướng nó cấu tới John rất là tốt, và các bạn không tin các bạn cứ cầm đi, cứ cầm con Rio Ma đánh với thằng gió kiểu gì các bạn cũng win ạ. Mà thằng gió không bao giờ gây sát thương vào thằng Rio Ma quá 50% màu đâu các bạn ạ. Đây, đơn giản kỳ luôn các bạn nhé. Đấy, thì đây là một vị tướng counter, nhưng counter là một chuyển quan trọng nhất là nó được bảo kê làm thế nào để vào. Thì khi clip này thì mình sẽ hướng tới các bạn về cái con bắt tổng và làm thế nào để bắt được thằng gió tốt nhất thôi các bạn nhé. Đấy, những giai đoạn đầu và giữa game khi mà team địch nó chưa thiên hướng vào con bắt tổng, chưa có cover thằng xạ thủ nhiều, thì các bạn sẽ tận dụng được nhiều cơ hội để bắt lẻ thằng gió. Nhưng chung quy rằng đây là một trận đấu thằng gió biết chơi, cho nên là để mà đánh chẳng hạn của Alistair, Omen các thứ linh tinh, nếu các bạn có mắt tổng mà lao vào trực diện thì các cho dù các bạn có 10 cái mảng các bạn cũng thể vào chạm thằng gió đâu, vì có Omen, Alain, Arum, đôi chưa kể thoát được ba cái chân xích để đâu thì lại vào gặp anh Alistair anh trỏi nữa thì đúng quá khổ. Thì chỉ có một cách duy nhất, mình có hai cách để vào. Cách đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ cho cặp đôi Omen, từ phản ánh trên gió để đấy, cho cặp đôi Omen và Alain lao vào team mình đi, lao vào team mình, thì team địch chỉ còn mỗi thằng Alistair và thằng Arum. Thì mình sẽ chờ bọc ra phía sau, khi cái quán tính mà thằng team địch nó lao vào combat ấy, thì thằng Arum và thằng Alistair sẽ lao lên công team mình, thì mình sẽ có một cách là bọc hẳn đằng sau để đánh cái thằng gió nó đã bị cố lập. Đấy, một cách đơn giản thôi. Khi team đang combat mà hai thằng team địch lao lên rồi thì Arum và Alistair theo quán tính tự nhiên nó sẽ lao lên trả sát thương và cái thằng gió vậy thì vô tình sẽ để thằng gió bị cố lập. Đấy là cái cách này thì đòi hỏi các bạn phải có một cái mắt nhìn được thật tính tương thì nó mới có thể chơi có mắt tổng. Còn không, cách tiếp theo đó là cho thằng gió nào bạn, cho thằng gió bắn, nhưng miễn sao các bạn không được để chết, hoặc miễn sao các bạn không được để như nào bị hút đá
đấy. Các bạn có một vị tướng sát thủ tại đây, cái phá này để theo dõi là được một trái một chặt ra đi đấy. Những cái phá này thì mình không quan tâm nhiều bởi vì vốn gì đang bắt lẻ theo dõi giờ đâu, game rất là easy, quán nào có ba thôi đấy. Còn cách tiếp theo nhá, các bạn sẽ gây áp lực, các bạn sẽ vẫn có mặt trong giao cánh nhưng không đánh hoàn toàn đấy. Ví dụ khi hai team địch giao cánh nhá, thì các bạn sẽ lên giữ các bạn. Nếu mà các bạn để thằng Omen còn xích thì còn gì để chơi được đấy. Bắt buộc các bạn sẽ phải lên giữ, phải có mặt ở giao cánh để cho gió thấy à thằng Rioma đấy rồi. Nó sẽ không dám lao lên bắn cao, nó vẫn có thể lao lên cầu lìa bởi vì tâm sai đó, nhưng nó không dám lao lên để gây sát thương toàn diện. Thì các bạn sẽ có mặt ở đấy, có mặt ở combat nhé. Các bạn sẽ lên giữ lên lui giữ một khoảng cách nhất định, không cho thằng Ali đánh các bạn đấy, không cho Omen đánh đấy, không cho thằng Alistair trói. Khi nào cứ lên giữ thì khi mà team địch hai team đánh nhau ấy, thì các bạn sẽ đứng đi vòng ngoài, các bạn sẽ đứng vòng ngoài cùng thằng gión đấy. Nếu thằng gión lao lên bắn, các bạn sẽ tiến lên đấy, các bạn sẽ tiến lên và có ý định. Nói chung cái cách này nó khó nhưng mình sẽ giải thích các bạn. Chúng ta sẽ có lao lên với ý định để thằng gión nó thấy các bạn, à các bạn sẽ lao lên dồn thằng gión sẽ bị chùn bước. Và đây cái này là cái chắc chắn cực kỳ luôn, thì nó mình sẽ có mắt các bạn thấy được cái lời nói của mình là cực kỳ chuẩn luôn đấy. Bởi vì thằng gión nó cực kỳ sợ điều mà nhé, thằng gión nó sợ điều mà cực kỳ luôn, các bạn cầm gión các bạn biết đấy. Cho nên khi nào đấy, chúng ta sẽ hàn thì cái tâm từ tí của thằng gión hết có thể. Và khi hai team mình đánh nhau thì mình sẽ chọn những mục tiêu gọi là dễ giết nhất, như là thằng Alein nó gần thấp máu, chúng ta sẽ dồn nó trước này đánh gión ra đấy. Chúng ta sẽ đánh nôm na ra, chúng ta sẽ đánh cái tuyến đầu tiên của nó, như Alein như là thằng ôi cái pha này toàn mình rồi, may phải hết chưa ba đấy, may Alein hết chưa ba anh em ạ. Đánh Alein với Omen Aruk thật thì giết chết hai thằng ba thằng đấy, thì chúng ta sẽ lao lên giết thằng gión xong đấy. Hoặc chúng ta chỉ giết gión khi nó cô lập. Còn ví dụ trong một trận đấu mà có mắt tổng, mà khi mà thằng Alistair được ke ke bởi Arum cái ke gión, thì mình nói thật không có bất cứ thằng nào khắc chế đâu. Đây là mình nói thật sự thật như vậy, không có thằng nào khắc chế được trừ khi team của mình khắc chế nổi các bạn nhé. Đấy, đây là mình hướng dẫn các bạn theo tên hướng là đơn lẻ một mình các bạn, rồi là đánh để bắt nó đấy. Chúng ta sẽ tận dụng vào cái điểm mà team địch nó sẽ để gión cô lập đấy. Cái phá này các bạn thấy chưa, thằng Alistair ke ke như vậy thì chả có thằng nào vào được đấy, chấp nhận đâu. Alistair với Arum ke ke cái thằng gión thì mình nói thật các bạn, không có một cái thằng nào khắc chế ngoài cái team của mình thôi các bạn nhé. Đấy, một mình các bạn có làm gì đâu đấy, cho nên phải chấp nhận. Chứ không có cách nào khắc chế, anh cứ lao ấy anh bè em, cách khắc chế của Alistair với lại thằng Arum nó đứng cạnh thằng gión ấy em ạ, không có cách nào khắc chế ngoài team của mình đâu đấy. Ngoài ví dụ như tánh cơ team mình lao vô để thằng Arum hút, để thằng Alistair mất chiêu ba, thì lúc đó mình mới làm việc được. Chứ dư là thật ba thằng ôm nhau ạ, thì mình chỉ biết đứng nhìn thôi, chỉ việc đứng nhìn làm gì các bạn nhé. Rồi từ cái phá này em biết có phải có mặt tổng đây, thằng gión cũng ủi đấu nhưng ba thằng này đi vào cùng gì. Đấy mình vừa nói luôn đấy, khó các bạn, khó đây những ba đó. Ôi sôi ôi vừa nói xong rồi ăn thêm cái xích này đấy chế có gì rồi đấy, chủ máy thật cái máy thằng gión không sợ bắn nhé các bạn nhé. Mình vừa mới nói xong, vừa mới tức tin xong đấy, hết Arum để ngay lớp tư thì mình là thật máy thằng gió nó không giảm bắn như đấy, mình thề luôn. Thằng gió mà bắn thay để là mình cũng ra đi đâu đấy, cho nên rất là khó đấy. Cho nên vừa rồi máy thằng gió nó vẫn lồi nó có thể giết được rồi. Trận đấu này thêm mấy gomen đầy lè rất là khó các bạn nhé. Đấy, một trận đấu mặc dù team mình ăn được nhiều mà nhưng với cái thị trận có ba cái team mình thua, gọi với cái thị trận thì team mình thua các bạn nhé, gọi là thua với thị trận rất là nhiều. Thế bốn gì đang team mình chỉ bắt được lè là thôi, chứ có mắt tầm thì hầu như nó không có cửa với nó luôn đấy. Kali mà cầu liệt thì tốt, còn như mình không hy vọng Kali cầu liệt đấy. Rồi cho nên mình sẽ chốt lại cái con bắt tổng nhá, đó chính là cái mấu chốt mình sẽ làm thế nào đến gió nổ không gây đam, kiểu là gây ít đam nhất có thể, đó là chúng ta sẽ gây áp lực vào gió đấy. Và mình sẽ gọi là đánh nhau làm thế nào để mình chủ giữ được một cái gọi là một cái khoảng cách là không đánh nhau, mà cũng là mình cứ đen giữ trong cái phá này thì thua rồi, cái phá này có bắt thua rồi. Đây lao lên giết Alistair rồi xong chào rồi. Ôi giời ơi, các bạn thấy chưa, toàn chưa, rồi ra đi đấy, một phá có mắt lỗi nha anh em ạ, chưa chạm được cái thằng gió luôn đấy. Mình đang có tính nói là đang còn cái phá này mình thêm thằng Alistair của anh em nhé, thông cảm thôi. Ok về giết lính đi, còn phá có mắt tổng nữa, từ từ ta sẽ có một phá có mắt tổng các bạn nhé. Đấy clip này mình tập trung quá mất quên nhiều kiểu quảng cáo shop rồi các bạn nè. Đấy bạn nào nhu cầu mua con Huy hoặc là mua Nick như nào thì các bạn hãy comment vào cái số Zalo của mình nhé. Cái bản Zalo ôi thua luôn cái phá này đó, ra đi máy thằng gión chó, thằng gión mà bạn ly thì nó thua lâu được các bạn ạ. Đấy
cũng rất là hiếm mà game thực sự là cái game này gión bắn đạt tầm khoảng 5 điểm đó, chứ đạt khoảng 6-7 điểm đó, 6-7 điểm là mình thua phải để rồi. Lao lên, hay quá, tuyệt vời. Rồi, vậy thì team mình chỉ có một cơ hội cuối cùng là có mắt tổng. Thì có mắt tổng mà đẹp nhất đó chính là Kali, nó sẽ cầu rìa máu. Đấy, Kali cầu rìa máu nhá. Và như nào? Và thằng Zip sẽ là tanker, hay cái té sẽ là một cái đám chủ lực để zone thằng Ome, zone Alain. Còn mình sẽ lao vào giết thằng Zon để có cái viễn cảnh đẹp nhất. Và mình muốn giết thằng Zon thì mình sẽ phải né được thằng Alector và né thằng Arum. Thì làm thế nào để né? Thì để có từ từ, để có hai tí mà gian trải con map như nào cả. Và bây giờ mình sẽ tập trung đứng cao để có bắt lẻ được thằng nào hay không. Hy vọng thì bây giờ mình chỉ bắt nổi được thằng Zon thôi. Thằng Zon đi lẻ bắt được thôi, còn bây giờ không. Rồi, ở đường trên thì thằng nào đã đi rồi, hay cái té đấy. Rồi hai cái té mới giết được không? Rồi mình sẽ để quái. Rồi chào hai cái té. Tí mình sẽ 4-5. Hy vọng ăn con rồng rồi, ăn con kinh công rồi. Từ từ lùi một chút này, lùi một chút này. Cái đấy là một cái pha tím địch nó đầy lên cá rất quan trọng nhá. Rồi các bạn hãy xem cách mình đi giữ này. Tí mình sẽ 4-4 thôi, nhưng mà thằng Omen sẽ đầy lè. Thằng Omen sẽ đầy lè thì tí mình sẽ 4-4 cái pha này này. 3-4. Thằng Omen à thằng Tulen đang phía trên. Đấy, mình sẽ cố đi từ từ. Vẫn có mặt trong giao tranh nhá các bạn, nhìn này. Vẫn có mặt trong giao tranh này. Đấy, rên dừ này này, rên dừ này không cho thằng gió. Mình phải đấy, rên dừ các bạn thấy chưa? Đấy, cứ chạp, cứ đánh đi, lùi một chút. Đấy, thằng tụ, rồi, mất bình tĩnh chứ, một thằng mất bình tĩnh. Rồi, lao đánh, từ từ, thằng một thằng chết. Rồi, từ từ, lùi một chút, rên dừ tiếp, lại rên dừ tiếp. Rồi, thằng gió bắn này, rồi, bây giờ các bạn, để lao lên, thằng gió, một chạp, rồi, ngon. Đấy. Ôi con Omen, ôi máy mà Kali vào thủ nhà chứ không toang luôn anh em ạ. Rồi, nói chung ha, đấy chỉ là một cái clip nói chung là để mình nói là 100% không có đâu, tầm khoảng 6-70%. Có thêm một kinh nghiệm cho anh em gặp vào theo khó khi mà có thằng ấy thôi. Nhưng mà để mà nói thật, khi gặp cái bộ ba này thì hầu như là thua nhiều hơn khác. Đó là mình nói thật, nếu team mình biết chơi, team mình biết chơi thì thua nhiều hơn khác. Bởi vì cái bộ ba này thì nó gọi là bất tử rồi. Đến gió nó xảy thì hết rồi. Thế nên mình nghỉ clip này để kết thúc rồi. Các bạn hãy để lại mình một phía dưới phần bình luận và hy vọng mình sẽ có những cái phương pháp thật hay để hướng dẫn các bạn nhé. Và tất cả các bạn mà đến mai, yêu, bye bye.